Được. Xin chào và chào mừng bạn quay trở lại với chương trình Ai là Triệu Phú. Và chúng ta sẽ gặp lại người chơi, đó là tiên sư giáo sĩ Xoay Trọng Cù. Em chào anh Lâm Văn Sai, chào quý vị khán giả. Vâng, xin chào anh Xoay Trọng Cù. Và chúng ta đã từng gặp anh Xoay Trọng Cù ở chương trình trước khi anh vượt qua 14 câu hỏi. Và hôm nay anh sẽ đến với câu hỏi thứ 15, đó là câu hỏi dành 1 triệu đô. Xin mời anh Xoay Trọng Cù giới thiệu lại một chút về mình ạ. Dạ, thưa anh Lâm Văn Sai, thưa toàn bộ anh em khán giả, chị em khán giả ở trong trường quay, rồi cũng như là trong tôi đi. Hôm nay em rất vui khi bây giờ là đến lúc em có thể trên được 1 triệu đô, em sắp thành triệu phú rồi. Vâng, cảm ơn anh, có vẻ như là anh đang rất là phấn khích. Nhưng mà xin cho tôi hỏi anh câu tế gì thế này nhé. Trong trường quay này thì cũng là không nắng không mưa, thời tiết thì bây giờ là ngoài trời thế nào thì tôi không biết, nhưng mà ở trong này thì có cả điều hòa rồi là ánh đèn sân khấu, có gì đâu mà sao anh lại phải đeo kính đen rồi lại đội mũ thế kia. Cái làm ánh sáng thì cái nhớ thì không đơn giản, anh nghĩ rằng chứ em cũng không phải là mong mẹ tí, cũng phải là tiền sau đèn tí, nhưng mà có thể là hai anh em mình giống nhau quá. Thế này mình đã phí đáy nó đưa cho khác nhau từ thôi. Cố mấy hôm tương lẽ với trên trước kia thì chị. Vâng. Thật ra thì chúng tôi nhìn cũng khá giống nhau. Vậy thì không dài dòng nữa, bây giờ là cơ hội của anh. Anh đang đối mặt với câu hỏi thứ 15 và có 3 quyền trợ giúp, vẫn còn 50-50. Gọi điện cho người thân và hỏi ý kiến khán giả. Anh đang nằm trước một cơ hội cực kỳ lớn để có thể dành được 1 triệu đô, cơ hội để trở thành triệu phú. Anh có vẻ khá là phấn khích, nhưng mà tôi khuyên anh hãy kỳ tình để có thể trả lời câu hỏi cuối cùng này. Dạ, nghe rồi em cũng mừng, mà thôi thì em cũng cố gắng giữ kỳ tình. Em cảm ơn anh Văn Sái, anh nhắc như là có chí thì anh bên răng đỏ cho em câu hỏi gì vậy? Vâng, vì anh Xoay Trọng Cù đã có lời nói như vậy, chúng tôi sẽ chọn cho người câu hỏi, sẽ chọn các câu dễ nhất để anh có thể trả lời. Hy vọng anh sẽ trở thành triệu phú, người đầu tiên trở thành triệu phú trong chương trình của chúng tôi. Và bây giờ không dài dòng nữa, câu hỏi bắt đầu. Xin mời máy tính, câu gì thế này? Một câu hỏi quá dễ. Xin chúc mừng anh sắp trở thành triệu phú. Câu hỏi là thế này: con gì có hai sừng và có bốn chân? A. Con trâu. B. Con chó. C. Con bò. Và D. Là con mèo. Sao anh có vẻ căng thẳng thế? Dạ, thực ra thì câu này thì cũng dễ thôi. Nếu mà em tính là thứ hai đáp án là con trâu và con bò. Con trâu thì với em thôi là mà con trâu với con bò thì nghĩ em nói con thực tính là một điều đố chứ phải chơi. Để em suy nghĩ thì là ngay. Vâng, anh có quyền suy nghĩ. Chúng tôi sẽ cho anh 2 phút để suy nghĩ. Nhưng tôi có một lời khuyên cho anh, đấy là khi người chơi đang phân vân giữa hai đáp án, tôi khuyên anh nên chọn sự trợ giúp 50-50. Thế nên thì cái này anh phải nói 50-50 thì tất nhiên là em sẽ chọn kiểu gì em cũng phải trên hệ là bá sự trợ giúp lý. Tôi không hỏi đi thôi, còn chưa làm gì nữa. Thôi thì cho em quyền trợ giúp 50-50 đi anh. Vâng, xin mời máy tính bỏ đi 2 phương án sai. Và chúng ta còn 2 đáp án. A. Con trâu. Và C. Con bò. Thật là không may mắn. Thiên lần nào biết máy tính nghi rằng máy tính là nên hay là con cư ở trong ấy. Đáng mà hắn hai cái đáp án em phấn tấn lên chưa lại. Thôi thì xin anh cho em thêm quên trợ giúp hỏi ý kiến khán giả xem thế nào. Vâng, và chúng tôi xin mời khán giả trong trường quay hãy trợ giúp cho anh Xoay Trọng Cù trong câu hỏi này. Đó là con gì có hai sừng và có bốn chân? Đáp án A là con trâu và C là con bò. Xin mời khán giả. Vâng, và chúng ta có 50% chọn đáp án A và 50% còn lại chọn đáp án C. Xin mời anh ạ. Cái củ ní cắn, mình làm mà lấy được mất tiêu đồ đấy.
50 thằng thì chọn A mà 50 thằng thì chọn C. Tới anh em nghỉ rồi. Cho anh em gọi điện cho người thầy đi. Vâng, vậy thì anh sẽ gọi cho ai ạ? Dạ, anh cho em gọi cho vợ ạ. Vâng, xin mời trưởng quay hãy kết nối điện thoại đến cho vợ của anh, Xoài Trọng Cu. Xin chào, xin hỏi chị có phải là vợ của anh Xoài Trọng Cu không ạ? Vâng, chúng tôi gọi cho chị từ chương trình Ai Là Trợ Phú. Anh Xoài Trọng Cu đang còn đối mặt với câu hỏi, chỉ một câu hỏi duy nhất nữa thôi là anh ấy có thể đem về 1 triệu đô và vợ chồng chị sẽ trở thành những người triệu phú mới nhất ở trên thế giới. Chúng tôi sẽ cho anh chị 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Con gì có hai xương và có 4 chân? A là con trâu, C là con bò. Đúng rồi anh. Chứ con mà có hai xương mà có 4 chân là con bò chứ con chi nữa. Chứ con trâu mà chỉ có con trâu. Con trâu không phải là ở với anh là gọi là con trú rồi. Con trú chứ có chi nữa, con trú là không phải. Không phải không, anh chồng con bò nghe, anh chồng con bò. Anh là em chồng con bò nghe, rồi em thương nghe. Con bò rồi nghe, cho con sái ra đi kẹp với em nè. Chứ không phải bao giờ. Vâng, vợ của bạn thật là dễ thương. Bây giờ thì xin mời bạn hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Bạn sẽ chọn đáp án nào? 3 quyền trợ giúp đã hết. Bạn có thể đưa ra đáp án cuối cùng. Chả mình lý mày cắn. Mình lý là giọt rồi. Mình đắng mà trao ơi. Hỏi gì lý? Hả em gì là lý? Họ nói là tham những mà việc mà quan trọng trọng đại mà không thể nào và tự quyết định được thì cứ hỏi vợ, mà vợ nói thế nào thì cứ làm ngược lại, lát là thành công. Thì em chính cho đáp án cuối cùng là con thú. Vâng, bạn nói đáp án nào ạ? Con trâu ạ? Con trú đó chứ con. Vâng, con trâu. Vâng, vâng, vậy là đáp án A, con trâu. Và người chơi hãy nói với chúng tôi đáp án cuối cùng của bạn. Dạ, con trú. Đáp án A, con trú. Vâng, và người chơi đã đưa ra đáp án cuối cùng của mình. Còn bây giờ, hãy xem đáp án của chúng tôi là gì. Đó là C, con bò. Rất là tiếc cho anh. Đáp án của chúng tôi là C, con bò. Rửa con trú anh cũng có rửa rồi, anh cũng có hai xương cầu bốn chân cho răng ra để nó được hả? Anh nghĩ răng được hả? Anh chơi tôi hả? Vâng, chúng tôi rất thích cách suy luận của anh. Một cách suy luận rất là logic, rất nhờ, rất là có căn cứ. Nhưng mà rất tiếc, đáp án của chúng tôi là đáp án C, con bò. Vô cùng là chia buồn cùng anh và thông cảm với cái bức xúc của anh. Nhưng đáp án của chúng tôi là C, đó là đáp án của chương trình. Cái chương trình này là chương trình tin. Chương trình lừa đảo à? Ha. Hân hoan vui mừng chào đón bạn quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Thực ra thì đây cũng chỉ là một buổi quay thử và tôi vừa ra ngoài làm một tô phở xong thì vô tình lại bắt gặp anh Xoài Trọng Cu đang còn lang thang ngoài đường. Đấy nên tôi mời anh ấy vào đây giao lưu với anh em khán giả một tí cho vui trước khi chúng ta vào chương trình Ai Là Triệu Phú. Đây là một chút thư giãn các bạn nhé. Mời anh Xoài Trọng Cu vào đây giao lưu với khán giả cho vui. Như các bạn đã biết thì anh Xoài Trọng Cu trước đây là một người chơi rất thành công trong chương trình Ai Là Triệu Phú. Anh ta đã vượt qua đến 14 câu hỏi, chỉ có thất bại ở câu hỏi thứ 15. Đó là một câu hỏi quá búa. Tất nhiên là một người chơi thông minh, có suy luận logic rất là hợp lý. Nhưng cuối cùng chỉ vì là không nghe lời vợ mà anh Sài Thành Phương đã đây ở câu hỏi thứ 15. Giấc mơ trở thành triệu phú đã tan vỡ. Nhưng mà anh không vì thế mà dịch trị. Không biết là hôm nay anh lang thang ngoài đường có mục đích gì. Nhưng tôi thấy anh ấy có vẻ hơi kỳ quái một tí. Mời anh Sài Thành Phương vào đây ạ. Em chào anh Hùng Thất Sái. Chào phong mùi em thẳng trò. Chị giờ em thẳng trò tấm thương quái thù như là tấm thương đi. Em vô kể là em xin nói thằng luôn là em làm văn sái để nó nói quán vậy.
cậu cái chứ khi trượt nó đang lì là em ta vượt qua có thể em khinh chưa phụ đâu. Nhưng mà có thể là em biết là em là bán sái bởi lại trước khi là bóc ngủ với nhau để cố tin hoa cho em thôi. Nhưng mà em nói là em là bán sái đến này. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì đâu? Tiền nhiều có làm gì đâu? Ông vụ ông ngồi mà họp ta lo mà khỏi ta lên được mô. Bây giờ tôi sẽ phỏng vấn em một tí là về cái cách ăn mặc của anh. Anh đã kín đen rồi dạy. Mặc vào cái áo gì ấy. Đúng anh chỉ cho vui là tôi thức tỉnh ra em vừa nhảy em làm một cái nghề rất là bị mệt. Nói ra thì cái anh ấy, nói em nó tan. Anh biết phản tư rất ý chứ này. Thấy chứ này. Thì em nó ta được phản tư chứ này. Vâng, cái kia xong rồi. Anh thì rất là giống Tháo Tử. Tôi cũng công nhận điều đó. Nếu như mà còn không giống Tháo Tử của anh thì tôi nghĩ là người ta sẽ là nghi ngờ về tâm lý của anh. Chỉ có Tháo Tử mới thì nó cũng thế này. Thế anh làm Tháo Tử mà anh đang hoạt động cái gì mà đi lang thang ngoài đường thế? Rồi, để anh nói cho mà nghe. Chuyện này là như thế. Cùng là một cái sự bí mật. Nó thiết kế về nhà nó truyền tin nhà em. Truyền nhà em nó vui lắm. Chứ là em thì em lên đây là em chủ yếu là đi theo rồi thôi em. Anh biết không? Cái ngày nữa em đi làm về hơi sợ một tí thôi. Vừa là bố trong nhà ấy thì gặp cô gái con vô em. Em đang ngoài kinh trong phòng. Em mới tức quá. Em chạy ra ngoài phòng khách. Em phá một cái cà phê em uống. Uống xong cái cà phê thì nhé. Em chưa hề tức thì em uống thêm một ly cà phê thứ hai. Vẫn chưa hề tức em mân thêm một ly cà phê thứ ba nữa. Em lên đây là em thì em hỏi em được về Mỹ. Tôi không biết là chuyện vợ chồng phú thế nào. Nhưng mà thực sự là tôi hơi bất ngờ một tí. Là không hiểu tại sao chú kể chuyện vợ chú ngoại tình mà chú trông vẻ rất là hào hứng. Đúng như là đi du lịch ở bên Thượng Hải thế. Nhưng rốt cuộc thì chú đi hỏi em điều gì để anh tư vấn cho chú luôn. Hơn vợ chú mà nếu khách như thế thì anh sẽ có biện pháp giải quyết nó luôn. Chứ anh mới ra cần đường thì em nào đi chứ không. Em hỏi với trang khỏi chính là em chỉ có hỏi anh và hỏi anh kể là gã em uống một lúc mãi đi cà phê để thêm có phản chứ không thôi. Được rồi, đúng nha. Chú cho em thật không? Thực giả thì... Giờ giờ đến kỳ cái vườn này. Để tất cả phiên anh cùng kết định một câu nữa. Tất cả thì phiên anh nghe nhau rất nhiều. Em nói thiệt là... Chứ em nói thiệt rồi. Là em đi kinh cho vợ ạ. Còn vợ em của tôi là... Hình như mấy cái cả thẳng ấy thôi. Anh uống cái kim bạc của em và bí rồi. Em cứ đi tìm hạt, em tìm đò. Vâng. Xin chúc mừng chú. Nó giải thoát được con vợ của chú. Chú tìm nó làm gì? Để anh nói cho chú nghe nhé. Con vợ của anh đấy. Nó ôm hết tất cả tiền bạc của anh. Mà nó có chịu cuộc đi đâu. Nó vẫn ở cái nhà của anh đấy. Mà là cái ống ý. Ống cơm ngược của mẹ. Cứ nhìn cái trở đi đến cả chắc chú vật nha. Tôi và một cái là ống sống đã luôn đó. Để tôi nói cho nó nghe đi. Thực xã của lễ đấy lên đi á. Là như ống thuê quế ấu ý. Dạ thì thô cái phù lý chung tôi hình cái. Thế lần này là chú nói thật nha, không chơi nữa, không đùa nữa nha. Bây giờ là nãy đến giờ là quý vị khán giả người ta cũng là bức xúc rồi đấy. Người ta không thích cái kiểu đùa mất lịch sự vậy đâu. Nha, kể chuyện thật, anh em mình tư vấn tâm sự. Dù sao nhiều người người ta cũng muốn biết về đời tư của anh sai chồng cũ đây. Dạ, tất cả là chuyện này. Khi sáng hôm tựa khác là em cầm cái số là em mặc sữa bò. Thì nó bước xúc quả con bò rắn mà và những cái đuối cứ về quá về lại về quá về lại. Giữa là em tới khóa. Em mới rụt cái thắt lưng ra. Em cù cái đuối con bò lên trên nóc á. Nếu mà có cái cướp thể đi ấn thì em cù cái đuối con bò lên cái quần nán hơn lòng. Cái quần đám hắn lòng thì hắn tua xuống. Nhưng là khi mà cái quần đám hơi tua xuống cái thì con vừa đám hắn xuống.
ăn thua rồi. Rồi hẹn chúng ta kiếm ăn ra chứ được. Tôi nghĩ là kêu là ảnh. Ảnh thì đẹp lắm. Ảnh như ảnh cả. Thì ảnh với ảnh thì phải đẹp. Tôi nhà ảnh. Mua không được thì phải đẹp. Tôi ra thì chung cho phải đẹp. Cái ảnh thì là ảnh chung vứt. Chứ là hàng khỏi ảnh như là xúc vứt như là quại vứt. Hàng không có ảnh là tôi nghĩ là ảnh xứng anh là bạn xã chứ là bạn xã cậu mới tìm anh giúp ảnh để đi nghe. Dù ảnh là ảnh tao nên bỏ qua cái vụ thì ra ra tiêu phủ cho. Rồi rồi, không có gì cả. Chuyện đấy thì đơn giản. Ai mà nhìn thấy thế cũng hiểu lầm thôi. Nhưng mà chú không đảm bảo thế mà vợ chú lại không cảm cho chú thì để anh về. Anh em mình về nhà chú có con gà có gì đấy, anh em mình nhấm nhạ. Rồi lại gọi vợ chú ra rồi anh sẽ giải cho. Không có gì cả. Bây giờ thì đến giờ anh phải làm chương trình rồi. Bây giờ chú có thể chọc anh trả đi. Dạ rồi, anh xin chào. Anh em không giao khi anh tham gia ở tổng thương quái tình như là tổng thương minh. Anh chào tất cả mọi người. Anh về. Everyone vui mừng chào đón bạn đến với số đặc biệt trong chương trình Ác là trợ phụ. Và trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng gặp lại một người đàn ông đáng kính, đó là tiên sư giáo sĩ Joy Trọc Phụ. Hãy là chào anh Lâm Văn Trái, chào anh Lâm Văn Trái, chị em tham gia tâm sự khoái cũng như là con truyền. Vâng, xin chào anh Joy Trọc Phụ. Hôm nay chúng tôi có vẻ khá là chỉnh chu và anh không còn đeo kính đen nữa. Chúng tôi rất là vui mừng khi anh Hà nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hỏi là anh đã đến phần chơi của chương trình chưa? Khi tiêu tin thì ngay bố mà em nào sẽ em ngay bố em sẽ quên bố em sẽ ái là phiêu phụ đem ra luôn chứ nữa. Luôn kể lời em làm đấy thôi. Vâng, thì rất là cảm ơn anh Hà đã theo dõi chuẩn bước đi của chương trình. Nhưng mà hôm nay là một số đặc biệt vì vậy tôi sẽ có một chủ đề khác lạ giải thích lên. Đó là trong số đặc biệt này, người chơi sẽ không còn bất cứ một sự tờ thích nào nữa. Nhưng anh lại được đặt cách trả lời có thể trả lời xong hai lần. Tức là sau hai lần đến trả lời xong, anh sẽ bị loại ở cuộc chơi. Anh đã hiểu chưa? Dạ rồi, em biết rồi đó. Để bắt đầu được kia, người chơi đã muốn bắt đầu. Vậy thì chúng tôi cũng phải bắt đầu. Ngay bây giờ, câu hỏi đầu tiên truyền cho anh. Xin mời thật đi. Câu hỏi của chúng ta là đặc phủ ngày xưa có câu đến kẻ chạy đi, không ai đến người trở lại là có ý gì? A. Để khuyên người có lỗi, ăn năn hối lỗi. B. Khuyên mọi người tha thứ cho người biết ăn năn hối lỗi. C. Cả hai đáp án trên. Và D. Là vì khi chúng quay lại đã mất hết rất nhiều đồng bọn rồi. Vâng, mình cảm thấy đa văn sọ hẹn hào. Em tưởng cái nào bạn đế thì em cái khu hơi người ta. Ông cháu ta ngỏ là đỉnh cha vì không ai đỉnh người trở lại. Qua viết sơ con hàng mạp nó đóng con quay lại. Kể nghĩ là em tớm kể là ông cháu ta là có tâm nhiên là xã. Có chuyện nước rồi ha. Nếu mà em nói là kể nghĩ là một người thổ cá giáo của tư. Kể là ông cháu phát chỉ có anh mình một đỉnh cơ. Là thế cái chuyện mà viết bồn đỉnh mãi theo đây đâu bỏ cơ. Thế còn thực mục đích thực thì em nghĩ là em sẽ chọn đáp án C. Anh có chắc chắn về đáp án của mình không ạ? Sau một hồi phân tích thì tôi cứ tưởng là anh sẽ chọn cái đáp án là bị chuyển hóa ra nhiều đồng bọt rồi. Vậy thì nếu trước anh nói với chúng tôi câu trả lời cuối cùng của anh. Dạ, em cần đáp án C ạ. Và người chơi đã đưa ra đáp án cuối cùng của mình. Còn bây giờ anh xem đáp án của chương trình là gì? Đó là C. Chúc mừng anh. Khi có gì mẫu có thể cấu sông mô với kì mô chung dê lươi. Em thấy đến những tin giá này tương cũng có ai không vượt qua được cấu sông mô của. Cho em là cấu sông 2. Và bây giờ xin mời câu hỏi thứ 2 của chương trình. Câu hỏi thứ 2 cũng là câu liên quan đến ca dâm chủ ngữ. Các cụ ngày xưa có câu bán lên em xa mua láng xỉ cảnh. Nhưng các cụ lại nói một giọt máu đào hơn năm giọt lạ. Vậy thì rốt cuộc là các cụ A. Anh A. B. Láng xỉ. C. Cả hai đáp án trên. Và D. Là không biết ai cả. Kể ý thì phải nói là đem đi nói cho bà nghe. Theo em thích đi nhất. Vì cả khu ở đấy là không phải là một vụ. Cho nên theo em hai chi vi là có thể là của hai cung. Hoặc là có
rất nhiều phù mà kia là hai tay. Rồi thì nói là em sáng là tôi thân nhất phù mình nói là một giờ bỏ đau với nào được là có phù vì thị là anh em có phù vì thị gắn chiếc em mặt hình mô miếu phù mộ thế tuyên truyền mà lớp nghiệp tôi vợ cụ trước mặt mà về thì bảo là lao thì phải nghỉ để thất bại không thể thì nói là ta ra nhưng mà không nghỉ để thất bại không có khai cáo nữa thì nói là ta lao thì đừng nghe thăm có vị thì bây giờ là cả sáu chú tôi họ chào chúng ta tôi cùng gọi cả thế giới và cùng thế nên đây là cùng anh nhập hình hảo ép là thả là yêu phù cái nên phù thì tên em phù thì giảm bây giờ và phù chính thì cả hai cái con phù nọ thì tết sao cô họ nghĩ là vừa hẻ là tâm cô họ có sau khi nghe anh nhà xoay tổng cũng phân tích thì tôi cũng là hơi là hơi dối đạo như là không thể phân biệt được đâu là đã đúng nhưng tôi chỉ là một người kiểu chưa chỉ và PPT là anh về thì anh chọn là bạn nào trong bốn đáp án trên ạ? Dạ, kể cái gì tới thẳng diễn và cảm thức diễn về nào bạn sẽ có thể thấy thảo án cuối cùng của mình ạ? Dạ, em chọn là bạn sẽ là bạn cuối cùng của em là đáp án sẽ và người chơi đã cho chúng ta biết đáp án cuối cùng của mình còn bây giờ hãy xem đáp án của chương trình là gì. Và đó là C. Xin chúc mừng anh chạy quá đúng thế nè. Cũng giả tên nhau nè. Vâng. Anh sẽ là xuất sắc khi vượt qua cả hai câu hỏi mà tiếp cần phải suy nghĩ nhiều. Có thể là vì thế của anh là rất là rộng và anh suy luận rất là tổ chức, rất là hợp lý. Vì vậy chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ ba. Câu hỏi ba thì chúng ta sẽ khó hơn câu hỏi thứ nhất và thứ hai nên là phải cân nhắc là cẩn trọng để tập thể trả lời vượt qua câu hỏi thứ ba. Và xin mời bạn định cho chúng tôi câu hỏi thứ ba. Câu hỏi của anh là trong các loại nấm sau nấm nào không ăn được? A nấm vội, B nấm thảo, C nấm đạ và D là nấm độc. C cái cấu thì kiểu cấu hẳn có nghĩa là em đó luôn cái cấu quả gì cho anh là ra thứ thường với mẹ phải yên tâm em nói về chuyện tướng các bạn loài nhận kinh nghiệm gốc hoặc không thể đo được anh có chắc chắn về điều đó mà các bạn chỉ mắn chắc chắn chắc chắn chắc chắn để muốn gì với cao anh bị khởi là cái anh là anh mới vội vàng anh có cần suy nghĩ một chút để trả lời câu hỏi này còn chân đi phải suy nghĩ anh mới con hỏi như là một chó người vô kỳ ý quý của anh. Quan bộ diễn ảnh ra đấy tất có ai nói là nâng đốc ăn được không? Cái nghĩ là khả năng là chứ khi là cổ tin là được tay cổ tin chơi thôi cổ tin ra tôi chỉ được vâng xin anh gái thì tính đấy là chúng tôi rất là buồn thôi rồi tôi hỏi biết là ban tổ chức của chương trình xem có sự nhầm lẫn nào không. Tôi cũng không nghĩ là nấm độc thì có thể ăn được. Vâng, để tôi kết nối với trong phòng cảnh sát. Vâng. Như vậy là tôi đã kết được câu trả lời từ ban biên tập của chương trình. Đáp án C là một đáp án hoàn toàn chính xác. Nấm đá là một loại nấm là phần đá là trong các công viên nữa khiến cho các cháu cũng đi chơi anh mà ăn vào thì chỉ có cải trang trở lên thôi vì là nấm đá không được. Thì đấy nói thì nhân dân cũng là em được chắc. Vâng, theo câu trả lời của từ trong ban biên tập chương trình thì nấm độc là một loại mình có thể ăn được nhưng mà chỉ ăn được một lần thôi. Như vậy nên chúng tôi có được chia sẻ các bạn là không nên ăn nấm độc thì nấm độc có thể ăn được một lần và trong vào mùa mưa này thì có rất nhiều loại nấm ở trên trời hoặc là trong rừng. Các bạn khi mua nấm hoặc là khi hái nấm về ăn thì chúng ta nên phân biệt được nấm độc và nấm không độc. Nấm độc khi theo các phân biệt thông dụng nhất thì thường thì cũng có màu sắc và khá là sáng sỡ. Nhưng mà cách tốt nhất là theo tôi là bạn không nên ăn những loại nấm thì mà bạn không biết. Như vậy anh xoay tàu khu Abraham Điểm Trợ
Rồi, nhiều việc thôi. Làm thôi. Nào đủ nào cho cháu luôn. Nào ở điểm cơ bản. Em kể đi là em tiếp theo. Tối, cải nữa đúng nào. Em xuống là em đúng nào. Em cứ thua tâm. Những bà em có một người xe lên nữa. Cũng chắc cả. Em vẫn khỏe để biết thôi. Wow, anh là tôi xin như vậy là tốt và đúng rồi, anh luôn có những cách giải thích hợp lý cho tất cả các trả lời. Anh cứ yên tâm, chương trình rất là công bằng và khách quan. Và người chơi đã thất bại ở câu hỏi thứ ba. Nếu không khác, chúng ta sẽ chuyển với câu hỏi thứ tư. Bởi vì người chơi vẫn được câu kia trả lời thêm một lần nữa. Xin mời bạn định cho câu hỏi thứ tư ạ. Câu hỏi thứ tư của chúng ta là câu chuyện tên chú ký. Vì sao mỗi lần đến yêu quái tôi ngủ không được hét lên? Yêu quái hạt sân vệ của lão tôi. A. Vì vệ của ngủ không đẹp. B. Vì ngủ không thích vệ của. C. Vì yêu quái ngược là con của các quan ở trên thân đi nên ngủ không sợ đến trễ sẽ bắt tổ với các con này. D. Vì cây gậy của ngủ không là đồ ăn cướp của lão cung cho nên người không thể phải hát tên để khẳng định phản truyền của mình đối với cái nghề này thì tôi cũng có thể dính ra em nghe thấy họ ạ đi cái thì đã hẳn bố không có lý ấy. Em nói ạ đi đây của mua không đẹp đi đụng ra đây đi mua không ra là lãng tưởng là đẹp sớm văn thái luôn tài cảm là em nghe thấy còn cái vụ mà mua khẩu thích khai của thì em cũng nghĩ ạ khả năng khi quay cuộc cùng một con người đất cao cảm thấy hơn cả khi thân tiện ở thế chơi mà tổng hình tên dung kỳ vì nào có vai cái bào hủy nếu mà ngồi khống thì chỉ còn một cái bào hủy là cái gây hiếm cho nên ngồi lên thể hiệu quả là từ phải hạ lấy là kéo quái sáng thế của ta thì cho những quái cô thì thấy cái gây của ngồi khống lấy một cái chuyện tỉnh lý lại nên lấy điểm thế này ông mà thạc thạc khiến vương lý tinh lắm ông mà còn một cái thạc thôi. Mà ngay mà ổng bộ ca 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 như thế ổng xưa giống như ổng xưa là con hạ thì cũng có cái thạp ngay mà đừng có đi ngủ ổng tâm gì cái cãi cái thạp cái thạp thì ổng hỏi ta ổng là tâm mai thì một thứ bòi ta cả cái thế kia cả họ bò 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 cũng là con tải tất kia thảo thì tôi có con tải tôi nhìn nước mình như thế nhìn mất cả what if I did the same thing tôi để ký tôi nói thẳng mắt ngoài ba lần mình tên đề thì ký bây giờ chú hỏi là cái mùa bóng đá cái mùa bóng có thể nhiên lắm thì là trẻ tôi đúng tả tôi để ký có ký nó từ đầu với đá là phải sẵn kia của tao đã nếu mà cái đảo và không có gì cái yếu quả nghĩa là thương là ổn chả không cả quán lờ từ tên có như thế vết thương của cả hai ra tư vô tải cái để la hạn cái để là các mi thế thiên nhiên em lấy một chân chừng ấy thôi cái thao cú hồng hai nhỉ hẳn là nắm được thôi là thôi thả thì báo cái cuối cùng là vì là có nóng xảo giả vô tả chú đó thì thân mình làm là làm nền thì ta phiền tai độc từ như thế nào vâng anh phân tích cái trò này thì tôi thấy thế này anh phân tích trò này là sai rồi vì không hành nghĩ là gì mà có lúc cháu cha có phải là có các quán không hành nghĩ là có quả ngũ ngọc vương và thiệt kiếm công chúa nó không có phải là có lúc cháu cha gì đâu anh nói thì là anh cũng biết em nói cho bạn gái này em rất khó không chịu là phải tiến đi thế ông ấy sớm mất tất cả sớm mất của tiến đi là lo ngoài đi là phải là khó xin được rồi đến thấy không cái đâu mà cũng không nhớ không cái đâu cũng đúng qua với cái môn có chương này cả yếu quả hay khá khi bắt đầu em biển tên người đó là hẳn có thì hiểu về của cái khó bất ngờ nếu mà dưới những môn với có biển thì biển thành con chưa ở đấy đâu đó là kẻ duy nhất này. Cái kẻ thứ hai đó cả mẹ và con quan chỉ có thể phun lửa bố nhưng mà chúng ta kia bị thăm lửa mà lửa nghĩ là lửa kia tiểu tám mùi trên quả tám mùi trên hòa nghĩ là ở nó còn là năm sáu cái do bại hoại của ai đó vô sẽ được với vô thống
Công ty giáo mắt thịt tỉnh thức hiểu họ cái quạt ma thiếu. Anh để quạt ma thiếu như là bố đã là cùng ngâm ở dưới cái lo bạc quái đi qua cái lo bạc quái. Đó thì anh nói là tôi lấy kiện ông anh đi là ổn quá để tôi nạc sự kiện. Đó, ý sao? Là người mà ái cũng biết là ái đâu. Vì thử là đó, hôm nay thì là họ của kiện quán lớn. Quán như mà quán lớn mà theo tin tuyển là quán rất là lớn. Tôi gọi là cái phương người ta gọi là thái thường. Đó. Cho nên ông thai nhìn thấy các hồn với cô ta. Bao nhiêu mà cô ta tới là chơi mạng khô là. Nhưng mà cuối cùng là vẫn được cũ làm nề tình, vẫn được phóng làm quá. Là vì sao? Tháng năm thấp cỡ cậu này cơ. Còn quán thư gian quá tiện. Còn tí mức đó là trời cậu. Các họ là quán vẫn được hơn nổi. Ít là thằng chẳng biết có như vậy gì được. Vâng vâng. Nghe phân tích thì tôi không hiểu ra nhiều điều. Không biết là có thể hay không. Cái phụ hồ sơ mật này thì chúng tôi cần phải nghiên cứu. Tôi không biết là cái bộ sơ mật này thì bên ban biên tập chương trình có không. Cho nên là anh nghĩ là anh cần phải phân khác về câu trả lời của mình. Rồi thì anh tiếp. Cái đảo bản thứ tính là cái đảo bản mà Ngô Phóng kế lên như lửa là để khẳng định bản thân của mình. Thì em nghĩ là không có lý cho mình. Tôi Ngô Phóng mà sự để lóng cũng mà lấy cái đình hài thân trầm. Hay chỉ về những gì của mình đó. Để như theo tôi phạm cho mình là phạm của tôi thường vận chuyển ra tài sản của mình khác. Tôi cũng có phạm đến với tôi thấy đối với các thứ của tôi. Chẳng ngành khách người, chẳng có ai chỉ quên bỏ biết tôi như được. Mà thể phun nhưng mà vì đi thu nắm trăm nắm vào này. Mà tám bất tận cũng đi không ra đây này. Cho nên là mua lên của bà cái đề lúc là phải kéo đi được kìa là sẽ ăn đây của bà. À, là phụ lợi đi, đây là một mụn nhỏ nữa. Cho nên là biết đáp án ấy là ngỡ sinh lắm. Theo túi lăng nhiệm mà có cô mẹ là tất cả các đáp án thì mình vớt. Thế kia mới là thật nghiệp, tôi nghĩ là chớ tin cho tôi. Ui, con hỏi hả, kể là mẹo cũng là thế liền. Tôi là xế là mẹo cũng là thế liền. Vì rồi cho nên, đi sẽ cho đáp án của tôi một thứ đáp án. Để, vì cái của mình không. Là đúng rồi, cho nên là phải kế với thầy khảo định bản. Vì mình về là khổ bình. Vâng, trong một phần tích thì anh sẽ đồng vô đã chọn đáp án đi. Nhưng mà tôi sẽ hỏi lại anh một lần nữa là anh có chắc chắn cái điều đó hay không? Thì đây là một cái cuối cùng anh có thể trả lời. Nếu anh trả lời sai câu hỏi này, anh sẽ bị loại tổng thực chân mà chưa vượt qua câu hỏi thứ tư. Trong lịch sử của ai là chủ cụ, chưa có một người nào không vượt qua câu hỏi thứ năm. Nếu như anh không trả lời được câu hỏi này, thì anh đã phá kỷ lục của chúng tôi. Đó là người đầu tiên không thể vượt qua câu hỏi thứ tư. Anh cho cả hạn chế. Cả hạn chế anh phải ra phản lý lớn. Vậy là anh chọn đáp án C. Và anh sẽ cho chúng tôi biết đáp án cuối cùng của mình là gì. Dạ, đáp án cuối cùng của em là đáp án D. Em bảo với vị trí của anh thật mất vui mô. Đừng tưởng tượng anh kia thì vâng, và người chơi đã đưa ra đáp án phút tình của mình. Còn bây giờ là đáp án của chương trình. Và đó là mê, rất đáng tiếc. Đáp án của chúng tôi là D. Vì ngủ không quay của anh cái kia thì anh cũng bất ngờ làm em biển là tiếng kinh kia kìa anh ơi. Nhưng ta anh cũng hỏi lại nó cái tiếng kinh tí ạ. Ghi ra ngoài cơ mà nó vào mà lấy đảo anh là thế mà dài cũng không đưa ra kể ra anh ạ. Bước thì sao? Vậy thì để chúng tôi sẽ cho anh biết là vì sao mà đảo anh là thế. Như chúng ta biết tôi cũng không là một người khá là háo sinh. Anh ta được mời lên làm quan thì anh ta rất chỉ sướng đến ta là cảm thấy là sướng sướng. Rồi là sau đó thì chê bai thì ta mới quay trở lại rồi tự phong cho mình là Tề Thiên Đại Thánh. Nói chung là thì gia của chúng ta rất là háo sức. Mặc dù là Tề Thiên Đại Thánh biết mẹ ở dưới trần sát, người ta lạc quan, người ta ở trên trời. Nhưng mà anh ta cứ đi đâu cũng là phải là lạc tô người người ta và anh ta là đã thánh thì anh ta mới chịu. Rồi còn đòi tước một vị của một phu hoàng để lên làm nữa. Đây là một việc cực kỳ háo sức. Cho nên sau khi bị phân đài đóng trăm năm, không còn gì cả, làm đồ đề của đường tăng để số ngày phải đi sinh tương. Cho nên
và em ta cứ lúc nào cứ cầm cái ghế đấy là chúng phải pha lên người ta là chúng tỏ cái ghế này đại. Khi ghế này ngày xưa là mình là đánh đâm để phát thể với phá thiết bị một cái này thì nó sao còn chưa biết tên của lão tôn rồi đấy và ra từ người ta rất là hảo tên cho nên là đã phải từ người ta là trở lại thế thì một không chút khoe của em thấy đó rất hợp lý chưa. Em nói về anh này, anh là nó tỉ tức là tỉ kiệt. Nếu mà anh với nhà đi sống từ lý ảnh nào thì không có thể có được tâm về để đến vô tốn vô có anh thì là ái không là khen tường của tất cả trẻ em. Ở cả thì cháu ả đi chứ không phải là Việt Nam đi nè. Ông giảng coi á, tốn vô có ai kiến gia này. Lớn lại là ông tốn vô có ai hảo chết nè. Ông mà ra thương một con kẻ mà nó không để nấu cho tôi được với đi ra đó. Ông ngửa áp vào thông tin đi là không vậy. Rồi ok là ông đi về. Rồi lúc đảm đi cái nóng với anh chào tại nhân phòng khách giờ xong rồi anh đi. Chào mừng bạn quay trở lại với Sài Gòn TV và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng gặp lại người đàn ông đặc biệt, người trả lời tất cả những câu hỏi của chúng ta, đó là tiến sĩ giáo sĩ Sài Gòn Cú. Em chào anh Lâm Văn Sài. Em chào anh chị em khán giả trong thư khoái cùng như là trong phim. Vâng, xin chào em Sài Gòn Cú. Từ khi chương trình của chúng ta phát sóng thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi quan tâm của quý vị khán giả. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ có một thời gian rất là bận rộn. Anh đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chúng tôi chưa? Anh cho rằng những câu trả lời của em có thể giải đáp phần lớn thắc mắc của tất cả mọi người. Chính người cứ hỏi đi. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu. Một bạn có nickname là Thanh niên Văn Minh có hỏi rằng hút thuốc lá là gánh nặng cho nền kinh tế và y tế quốc gia. Đã có rất nhiều phong trào tuyên truyền kêu gọi bỏ thuốc lá, có rất nhiều phương pháp đủ các loại để cắt thuốc lá nhưng vẫn không hiệu quả. Giáo sĩ là người học trò nhiều, em muốn hỏi giáo sĩ là làm cách nào để cộng đồng không còn khói thuốc lá. Thực ra thì đấy là một cái vấn đề mà đảo đồn trên toàn thế giới, chứ không phải riêng gì Việt Nam. Những người do các nhà nghiên cứu phát hiện xã hội là không hỏi tôi. Nếu như mà họ hỏi tôi thì tôi sẽ chỉ cho người khác. Mà tất cả mọi người đều tự nguyện bỏ lá. Không cần phải hô hào, không cần phải tuyên truyền, không cần phải áp đặt. Mà vẫn bỏ được thuốc lá, bỏ kịp thôi. Tôi cũng hơi bất ngờ về những điều anh nói, có chắc chắn không ạ? Chắc chắn nhất khỏi chứ không chắc chắn. Nếu như mà anh chắc chắn thì anh có thể cho chúng tôi biết được cái phương pháp gì không ạ? Vì đây là một cái vấn đề mà tồn tại rất lâu rồi, nhưng mà xã hội vẫn không có cách nào để giải quyết. Để em nói cho mà nghe này, có một cách cực kỳ đơn giản luôn. Không phải tốn tiền tốn bạc chi cả. Chúng ta chỉ cần thấy cái chữ của thuốc lá có hại cho sức khỏe ở thế cái bao bì đó. Bây giờ anh đổi cái đâu chữ đó thế nghe từ là Made in China. Vâng, đây là một ý tưởng rất có thể làm thay đổi cả thế giới. Đến như cả thế giới thì bảo chung như vậy thì sẽ có thể sạch cái con và cuộc lá nữa trên toàn thế giới. Nhưng mà trừ Trung Quốc, vì tôi nghĩ là người Trung Quốc thì người ta vẫn cứ hút thuốc của Trung Quốc. Đấy là bình thường. Vâng, và chúng ta sẽ đi qua một câu hỏi khác. Một bạn có nickname là Hóng Truyền Thiên Hạ có hỏi là em năm nay 21 tuổi, em có hàm răng rất là đều và đẹp, ai cũng khen. Em muốn hỏi giáo sĩ Xoài Đồng Cô là làm thế nào để bảo vệ hàm răng luôn chắc khỏe? Đầu tiên thì tôi xin chúc mừng bạn Hà Hồng Truyền Thiên Hà đã có được cái hàm răng mà nhiều người mơ ước. Và để bảo vệ được cái hàm răng của bạn luôn luôn chắc khỏe thì phương pháp nó cũng là khá là đơn giản thôi. Đầu tiên là bạn phải đánh răng một ngày hai lần. Khám răng, bác khám một lần theo định kỳ. Và quan trọng nhất, đấy là quan trọng nhất này. Mà phải để ý này, quan trọng nhất là đừng có trò mỏm vào chuyện của người khác. Người cứ tớ này, tá chân một lần cơ để phát. Người hái cơ mà để người mặc. Nhìn mà chỉ cần có sống cơ để phà con hôn nhau thôi. Và có lẽ là anh sẽ đổi kinh đây đang nói những chuyện của Nhiên. Hy vọng là bạn Phóng Truyền Thiên Hạ có thể có được câu trả lời, có được đáp án thỏa mãn cho câu hỏi của mình.
Trên sách đặc khu, hiện nay tôi có đọc một số bài báo và nói rằng là tiền có thể mua được tình yêu, tiền có thể mua được hạnh phúc và tiền có thể mua rất nhiều thứ. Đặc biệt là có một câu rất là hay là cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Vậy thì theo anh thì có cái gì mà tiền không mua được không ạ? Tất nhiên là có nhiều thứ tiền không thể mua được. Ví dụ như là thời gian, tuổi tác, sức khỏe. Tất nhiên là tiền không mua được, nhưng mà tiền có thể tác động một cách tích cực vào những cái vấn đề đó để nêu cao đó. Nếu mà có một thứ mà tiền hoàn toàn không thể mua được rồi, đó là sự nghèo khó. Còn về điều chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn có nickname là Đời là Bình Phổ. Câu hỏi là: thưa tiến sĩ giáo sĩ Sài Gòn Khu, anh hôm nay 31 tuổi, đang rất bế tắc trong cuộc sống, có cách nào để giải tỏa được không ạ? Nếu mà phân tích các phép logic ấy, là đời là bề khổ, thì như vậy nếu mà quá được bề khổ thì tức là quá đời. Nếu mà cuộc sống nó cũng đơn giản như vậy, đa số người ta nói về tất cả cuộc sống là do hai vấn đề chủ yếu, đó là thứ nhất là công việc, thứ hai là chuyện tình cảm. Tất nhiên là có một số là liên quan đến sức khỏe, nhưng mà đó là thiểu số thôi. Cho nên tôi muốn nói với bà rằng, mỗi người chúng ta sinh ra đều có giá trị của bản thân. Có thể ở công việc này mà là người vô dụng, không là nên có cảm gì, nhưng mà ở một công việc khác thì bạn lại trở nên rất xuất sắc. Có thể trong mắt người này bạn là kẻ đất tài, nếu mà trong mắt người khác bạn lại là một tiềm năng rất là lớn. Ta để ví dụ như câu chuyện trên này, có một chị cà tóc đâu đâu, chị ấy được một thái ở như vậy, và được nhìn ra cả bộ cả quá khóc nặng. Như vậy là rất có thể xã hội của chúng ta đã mất đi một người thợ cà tóc đâu đâu giỏi và bảo thế một đại của tôi. Nhưng cũng có thể đấy là một thứ đi mới, một cách phát triển mới dành cho mình cả tóc của đâu. Vâng, vậy thì theo anh thì làm thế nào để thoát khỏi cái sự bế tắc của bà này ạ? Thì tú của nó có câu này: thuyền tới đâu câu từ diễn hẳn, sẽ ở chân núi ắt có đường. Còn phương Tây nó có câu là: khi một cánh cửa này đóng lại thì có một cánh cửa khác mở ra. Vấn đề của bà này là bà này phải tìm được đúng vị trí của mình. Cuộc sống là những sự lựa chọn. Từ khi bạn học cho cấp ba, hay là bạn phải lựa chọn đi đại học, hay là đi học nghề, hay là đi cấp cấp, hay đi cao đẳng. Rồi đến khi bạn đi tìm người yêu, bạn cũng có nhiều cái sự chọn lựa người yêu. Rồi đến tình yêu thì nó đưa ta vượt lên những cái suy nghĩ tâm thương, và đưa ta đến những cái suy nghĩ tâm mê. Cho nên bằng lũ cái như đó là có những thứ chúng ta có thể hay thứ là để có biết là có phù hợp với mình hay không, đó là có công việc và khi yếu đó. Còn khi mà bạn đã lấy người rồi thì tôi nghĩ là bạn không được thử nữa, bởi vì khi bạn đã vào rò rồi thì bạn khó mà thoát ra lại. Cho nên tôi khuyên bạn là phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Có thể ví dụ như một người đã đóng rất là thân đạt trong xã hội, người người kính trọng, người người kính ngưỡng, trong tay là cả ngàn nhân viên, điều hành cả một công ty lớn, một tập đoàn lớn, cả ngàn nhân viên như vậy, nhưng mà trong mắt vợ thì cũng chỉ là cái thằng phét lạc thôi. Bởi vì sao mà nói như vậy? Bởi vì anh có nói thì nhìn cái gì anh nói về vị trí em giao của anh, nói về kỳ cao của anh, nói về chiến lược của anh. Anh đưa nói thì anh nói, nhưng mà tôi thưa biết đấy, anh chỉ nói những thứ mà người khác thích nghe thôi, để anh kiếm tiền thôi. Chứ còn tôi thưa biết con người anh đâu có nói sinh thật đâu. Anh đừng có nói những điều đó với tôi. Đó là những lời mà vừa anh ta sẽ nói đến anh. Bởi vì là cuộc sống là nó có cái nguyên lý thế này: không ai đẹp bằng cái ảnh avatar, và cũng không ai xấu bằng cái ảnh chứng minh nhân dân. Tôi bắt mọi người bàn là cái ảnh avatar đẹp lưu nguyên về thì Facebook về ạ. Nhưng mà tôi bắt vợ bàn thì bàn chỉ là cái ảnh chứng minh thứ thôi.
Vơ Van sẽ biến tất cả những cái sống sát của bạn đi truyền thống cũng bị sư của bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy A Tộc tất cả cũng biến rất là kỳ thức. Cho đến khi chúng ta ngán họ phát biểu. Chúng ta nhìn thấy ai á cũng đau mang hết. Cho đến khi chúng ta nhìn thấy cái lịch sử duyệt của họ. Cho nên A cũng có thể sống sát đấy. Bạn không cần phải tự ký về bản thân mình. Và nếu như bạn còn chưa hết tự ký hoặc là chưa giải quyết được cái ác của bà thì bước trải tỏ bằng một câu thân chủ. Bà cứ kinh nghiệm được câu này là bà thoát khỏi ngay sự quyền tắc. Vâng, em làm cho tôi khá là hồi hộp. Tôi cũng xin là mong muốn là nghe về cuộc đời mà. Tôi đôi khi cũng gặp phải trường hợp bế tắc về sự trẻ áp lực về công việc rất là nhiều thứ. Tôi hy vọng là cách của giáo sư sẽ đem đến cho chúng ta một giải pháp cho tất cả mọi người. Thì cũng đơn giản thôi, cái này cũng đơn giản nên nó cũng được suy luận với phép logic. Thì các bậc vị nhân ngày xưa với các bạn nói rằng chiến thắng vĩ đại nhất của đời người là chiến thắng bản thân mình. Nhưng mà nếu như bạn không thể chiến thắng được bản thân mình thì cũng có nghĩa là vì bạn quá vĩ đại. Và một câu hình chú là có thể khiến cho bất cứ ai thì có thể tự tin của bạn thân của mình. Hy vọng bạn đời là để phổ có thể có được sự tự tin để vượt qua mọi gian nan đau khổ và tiến lên cho cuộc sống. Chúc bạn luôn thành công trong công việc cũng như là tình yêu. Tôi nghe anh nói nãy giờ thì tôi thấy là anh Sài Trọng Phu là như là có phải là rất am hiểu về phụ nữ. Dạ thì em cũng đã nghiên cứu. Cũng kinh nghiệm của em có thể là ba lần truyền nhiễm sinh. Vâng, vậy thì anh đã nghiên cứu tới đâu rồi? Dạ thì em cũng được phá cháu rồi. Anh Sài Trọng Phu đây có vẻ là rất có kinh nghiệm. Vậy tôi muốn hỏi anh là theo anh thì phụ nữ quan tâm đến điều gì nhất ạ? Trước cả cái thời thiên niên á thì chúng ta nghĩ rằng là như cô gái sẽ quan tâm đến điều anh trai ta. Những mặt sau này tôi biết là không phải. Thực ra là các cô là chỉ quan tâm đến việc là làm thế nào để ăn thoải mái, ăn được nhiều mà không bị tăng cân. Cho nên là như ta mới thỏa là khi yêu ai thì kiếm hơn. Yêu hơn mới biết là người ông. Vậy thì khi những cô gái đấy họ sẽ bị người thì sao ạ? Khi họ có giá đình thơ thì thương thì họ có xu hưởng là trang điểm ra là thơ. Mất thời gian trên việc trang điểm hơn, tổn công hơn. Những mà thức cao họ làm như vậy thì cũng không phải là vì bản thân họ. Theo tôi nghĩ kiểu tâm lý phụ nữ, họ chỉ là không muốn người khác chi sông ba tản rằng là trong của họ đã lấy họ với tiền. Vâng, cũng như vậy miền người tích thiên hạ thì mà thì áo thì bác thì có thể gây lòng được tất cả mọi người. Nhưng anh Trai Cần Thu yên tâm, chúng tôi luôn tin tưởng rằng anh đến với chị nhà với một tình yêu trong sáng. Mặc dù là vợ của anh Trai Cần Thu đây cũng hàm chứa một nét đẹp rất là tiềm ẩn. Và tôi nghĩ là mỗi vợ của em đi người đẹp trước khi cười cũng chắc là không hứa hẹn gì với anh đâu. Chúng tôi luôn tin mời đó. Anh Trai Cần Thu đây là một vợ người trong sáng và trung thực. Đúng rồi, em cứ ra đi một thằng chạy cứu xe cả. Em của em ơi. Vâng, vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua cho bọn khác. Theo anh thì một câu chuyện như thế nào là một câu chuyện hay ạ? Một câu chuyện được xem là một câu chuyện hay thì phải đầy đủ 4 yếu tố. Thứ nhất là phải cổ chứa. Thứ hai là phải kính gì. Thứ ba là phải hai ngữ. Và thứ tư là phải ý kiến. Anh có vẻ nghiên cứu rất là sâu sắc về vấn đề này. Vậy anh có thể kể một câu chuyện làm ví dụ được không ạ? Thì đưa chạm là ý mà để tôi kể cho ngán này. Ngay xưa có một cái quỷ đáng cười bộ một lán hát kể. Anh vừa thôi à? Làm gì có cái tốt nào trong những gì mà anh vừa nói? Giờ khi em hỏi anh thành ngay xưa có phải là cổ xưa thế này rồi có một con quỷ có phải là tính gì cũng là rồi
đáng cười. Đó có phải là hai người không này? Rồi. Vâng, là anh ta chết. Đó là có phải là bí kíp hay không? Rồi. Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà câu chuyện của anh cũng là quá là phi lý. Làm gì có chuyện là con quỷ đã cười rồi lại lát cho chết. Cái nghĩ thì tôi có thể thông cảm cho anh được. Là vì anh không biết gì về con quỷ của tôi. Con quỷ của tôi là một con quỷ rất thích tốt bằng. Bây giờ tôi mời anh thế này. Anh trông vừa vời thì có ba con ký về anh luôn. Tôi khẳng định với anh luôn là tôi là người rất tôn trọng pháp luật, đặc biệt là về luật hôn nhân gia đình. Những ai mà liên quan đến vợ của tôi là không có bà con gì với tôi cả. Đó là phải nghe này. Con quỷ của tôi là nó đã chỉ tôi bảo tôi ta cười. Thì khi đã tôi bảo thì nó đốt để cái đòn này thì đã cười. Bỗng lắn ra tiền. Rồi rồi. Tôi không ngờ là câu chuyện nó có cái nguyên nhân sâu xa như vậy. Như vậy thì tôi lại thừa nhận là câu chuyện của anh là một câu chuyện rất là hay. Rất là ý nghĩa, thâm thủy, sâu sắc. Được, tôi không nhận vào. Về trình độ của anh, tôi chân trọng của anh là rất cao đáng đáng. Nhắc đến chuyện hay, kiểu đấy có mà cháu nghĩ nên là nghĩ mạng sầu. Có hỏi là, thưa anh Xoay và Cung, em là một người rất đam mê thể loại kiếm hiệp. Đặc biệt là những tác phẩm của Kim Dung. Em lên mạng tham gia các diễn đàn kiếm hiệp. Thấy các anh hùng hào kiệt bảo là trong giang hồ võ lâm thì người bị ghét nhất là Tây Độc Hồ Xuân Phong. Em có hỏi là tại sao, nhưng mọi người đều im lặng. Anh có thể trả lời em lý do vì sao được không ạ? Đấy là một cái vấn đề tệ nhi, cho nên người ta không muốn trả lời thẳng cho em vì biết em là một người con gái. Nếu như là em là hỏi thì anh sẽ trả lời cho em luôn là Tiểu Lắm Lừ là một cô gái rất là trong trắng thân khiết. Được hàng trắng hàng nghìn hàng vàng, ấy hung hào kiệt, trong vỏ lắm trắng, yêu thương và mến mộ, là một thiếu nữ và người mơ. Tôi xin nhắc lại một cái là, bạn ấy hỏi là, vì sao mà Tây Độc Âu Dương Phong là bị ghét nhất? Thì đấy, tôi đã trả lời đấy, Tiểu Lắm Lừ là, xin em đi vào phần tân bộ câu hỏi, rồi là gì? Khí sẽ mang ra như hợp lửa. Chúng ta bị ức chế nhất là ở cái tương đoạn Tây Độc Âu Dương Phong đã tay điểm huyệt Tiểu Lắm Lừ, làm cho Doãn Kỵ Binh nhấn cơ hội nhảy vô vào phá hang. Giờ là tất cả anh em khoa thì không kinh hòa đâu, nhảy vô nó vừa kiếm ra kẻ Tây Độc Âu Dương Phong trên hai đoạn. Đó, dĩ nhiên số 6 lên năm tuổi rồi. Tây Độc Âu Dương Phong là một con người tí điều tiểu nhân, lễ hóa bảo đấy, kỳ mân nghiệp đẹp. Giám dịu với chi dấu sinh ra một đứa con tên là Âu Dương Khắc, thì lại không chấp nhận. Âu Dương Phong là thân phân bốn lâu, các cái loài thủ già tư biến giới con. Sáu đa kiện đứng sống được. Mình tiến vào Trung Nguyên, thành lập một công ty khó, do Âu Dương Khắc làm giám đốc. Âu Dương Khắc nghĩ, đi đâu thằng chế ra một cha bì bì. Nếu mà không có yếu cây, tiểu tiền luôn. Anh nhớ có kể ngay mà. Cuối cùng là vì sức bề kinh tế của chữ khác nó chết thẳng. Mặc dù là đã có ý của Âu Dương Phong là sụp đổ từ ngày đó, nhưng mà toàn chi của nó vẫn còn lại đến với chứ. Vâng, chúng ta đã biết được vì sao mà nguyên nhân sâu xa mà tất cả anh hùng hào kiệt đều ghét cái cha Tây Độc Âu Dương Phong này như vậy. Anh có một cái nhìn rất là kinh tế. Tôi được biết là trong thời gian hiệp lữ và em xả bia thì mọi người đã bàn luận về việc ai là người võ công cao nhất thì chúng ta đã thấy rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi em là như vậy thì ai là người giàu nhất ở trong thời gian hiệp lữ? Người giàu nhất mà tổng thời gian hiệp lữ đến giản như cả đẹp này chúng ta là náo đế đoạn thế giới. Con người đã chính ra mọi người là đều chính ra ở phần xuất phát. Sau đó kiếm 80 trai để đi, đó là phần nộp cao một đơn người. Còn đoàn thị ứng ngài xính ra một phạt là ở ngài rất đích lắm. Được tìm ra bởi vì là ngắm thị giả sớm. Xính ra một phạt đã là ngài giáo. Hắn đến như vậy. Dù hòa này là một dân vò cực kỳ phong lúc. Suốt ngày là đi tỷ vò tàn giải.
Hiện cái bộ cái dông hồ đoan mình thôi là cũng đã thể hiện được cái bản chất là đứng trên đâu thế nào. Nhất chương chỉ lúc mất thương kiếm chỉ tái năm một sái phải thiên hòa chứ đấy. Bốn người đều từ võ táo đấy ngự tiêu cánh độc nắm giữ bốn lĩnh vực quá trọng nhất của đất nước đó. Cũng đại gia là ai là đại gia rồi. Vậy thì ai là người nghèo nhất ạ? Nghèo nhất thì tất nhiên là bác Cải Thôn Thích Cống. Ông này là luôn luôn từ hoa mà ra có cô sản. Ánh mắt sợ ái là rất là đặc biệt. Đó, ông sẽ tống tư thế thủ giới mau tàu lâu. Tâm tư thế để đồng cỏ. Sở thánh của ông Thích Cống thì thực ra khi là ông ta sinh ra cùng là ở trong một gia đình nghèo khó. Nhưng mà sau khi thất bại ở tiếng kinh tương trừ phạt thì ông Thích Cống có gì hạn hạn. Nhưng mà sau đó là nhờ cái tai chạm nhỏ phương bữa của mình, ông ta đã nghĩ tất được một thương tường vẫn nào đây thôi. Cả vàng người và thiên lập ra một bá hồi gọi là cái bá. Và bá hồi đó đã tồn tại thế thành ngày hôm nay. Ông này là tổ sự của cái mối mà ảnh nhau với các loài cổ trung rằng đấy. Vậy thì theo ấy là ai là người hổ quả nhất trong là thầy lý huyệt rửa và ấy mình sẽ điêu ạ. Hổ quả nhất thì tất nhiên phải nói đến là ống trung của cả ống trung. Đó là chúng trên thống vướng trung dược. Ông này đã biến bộ ông cực cao, cao hơn cả bộ nóng kia trong mùa bài. Ông này có biệt tai bản súng 2-21. Ông này từng thay lớp vấn đồ để chẳng ai chưa đi. Chẳng ai chính quyết, nhưng sau quy định té đúng không? Cài về, nội chúng nào sơ thốc khảo để chứ. Ông ta thêm lớp, một cái giáo phải gọi là giáo phải toàn là chính, ông ta đã thấy là toàn chính phải. Chỉ từ nào chứ. Cái giáo phải này có một cái tính chất là thiết định của đông. Thì là phải vì là bài người nhà của địch. Vậy chung ngũ quá thì chúng ta đã nói đến 4 người rồi. Vậy thì không biết là Đống Tào Hoàng Diệt Sư thì sao? Đống Tào Hoàng Diệt Sư có thể nói là cuộc đời của Đống Tào Hoàng Diệt Sư là người thất bại nhất trong ngũ quá. Ông này đặc biệt là rất là gã con số 7. Vì ra bài người nào ta đấy. Đó là giả nát kết quả là ông ta đấy nè. Toàn chính thức từ là ông ta đấy. Cứ mãi mới lên quyền quảng cá không ông đang để cho người đi quay đến người đi đùa dí này. Cái vừa của ông ta cũng chết vì ông ta. Cho nên cuộc đời của Hoàng Diệt Sư phải gọi là một cái sự thất bại hết rồi. Ông này xuất tấn là co đất. Sau khi đi tờ thêm chủ đất. Khi tờ thêm chủ đất rồi thì ông ta mới kêu gọi một cái lượng khách hàng rất là lớn để mua bán đất. Và khi tâm được kia đó, ông ta chạy ra tàu, ông ta chủ. Ông ta ra tàu, ông ta trong đạo, ông ta trở thành là đa hoa đạo chủ. Theo thông tin mất thì ông ngay có đề lại của mình. Thì đi đã tính tuyên tiêu. Nhưng mà theo tôi điều tra được chuyện là thì hình như là anh Nguyệt Hải Luyệt tính là nhắc tính nước của mình kịp nha. Và thật là cũng trả cái điều Alibaba. Cuộc đời của một con như sử và thì gọi là một quỷ kích. Cả đời ông ta có thương lề đạo thể tu. Nhưng mà lại không thể phỏa các phần thể tục đó. Có thương nhân sinh thế nào. Nhưng mà cũng không thể khỏa các khỏa cái nhân sinh đó. Cả đời chỉ biết đi tìm một bóng đạo quá ảo ảnh mà thôi. Vâng, nói chuyện với anh xoài trồng cú đây làm cho tôi mở mang ra rất nhiều, hiểu được nhiều điều hơn. Đứng ở một góc nhìn của anh xoài trồng cú, chúng ta có thể nhìn thấy được bao quát hơn. Chúng ta có thể nhìn thấy những vấn đề mà chỉ có những người như anh xoài trồng cú đây mới có thể nhìn thấy. Và những người bình thường như chúng ta không thể nào mà nhìn thấy một cách thấm thúy như vậy được. Chúng tôi chỉ có một lời khuyên cho bạn, đó là không nên suy nghĩ nhiều về những gì mà anh xoài trồng cu đây đã nói. Bởi vì nếu như mà chúng ta suy nghĩ nhiều sẽ dẫn đến tình trạng giống như là anh xoài trồng cu đây. Trăm năm cho cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra thì vào. Trăm năm bất kể người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Rất xa thì ở tu bao, người ta cũng phải thở ra hít vào. Rất gần bất kể được hòm, người ta cũng phải hít vào thở ra. Trăm năm cho cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào.
Cho nên bất kể người nào, ai ai đối thoại, hít vào thở ra. Sáng đá thì thể được phát khe, khi lá tươi đỏ chuyển khe sáng phú. Anh xây đồng vũ đây là rất là có khiếu về văn thơ. Xin chào anh. Những ác thơ của anh là xây đồng vũ có thể nói là bất thủ tất diệt. Những ác thơ quá hay. Xin chào anh xây đồng vũ ạ. Xin mời anh chào quý vị khán giả. Dạ, anh chào anh chị em khán giả tổng thương quái cùng như là tổng thương viên. Anh chào anh là thơ sản. Có việc là hôm nay anh để đấy làm phiên tối là có việc gì? Có gì đâu là anh xin nhận từ con nóng. Thực ra thì trong cái chương trình Ai là chủ phú lần trưởng thì trước khi anh trả lời một số câu hỏi thì tất nhiên là anh đã giải thích. Nhưng mà đa số khán giả người ta cũng thắc mắc về những lời giải thích của anh. Cho nên hôm nay tôi đến đây để tìm hiểu thêm một cái cách suy luận logic của anh sâu sắc hơn về những câu hỏi vừa rồi. Đặc biệt có một câu ở đây là chính câu hỏi này muốn là các cụ ngày xưa có câu bán nên em sao mua làm phình phình. Các cụ này nói một giọt có cào với năm vượt lạ. Cùng em đã chọn cái đáp án là các cụ vừa thì anh em vừa thì đáp riêng. Nhưng mà đa số khán giả chúng ta vẫn thắc mắc là chưa hiểu là vì sao mà anh lại chọn như vậy. Như vậy mặc dù anh đã giải thích nhưng mà vẫn thì chưa bỏ mặt được người xem. Em thì em không thích khoảng lạ. Có những người em mà đã khiêu cổ cho nên em bằng như về bạn đến mình hay lên trong hò của mình. Vâng, chúng tôi biết cái nhà xoài trục thu đây là rất là khiêm tốn. Điều đó thì ai cũng hiểu anh xoài trục thu không bao giờ dám khoác lác. Riêng về cái ngôn của trạm phong binh pháp thì chúng tôi biết là anh cũng khá là tinh thông. Anh cũng cách phải bơm đều em để em dạy cho mà nghe. Tất cả cái câu chuyện vì đã qua các cụ nhà ta lại nói là bạn ấy dẫn sang một làng yên tinh. Tôi có cụ thì lại nói là một giọt máu cao với năng lực là thực ra cái câu chuyện ấy liên quan đến cụ tổ của nhà em. Cụ tổ nhà em cứ lên đỏ vậy. Có một lên ca đứng từ hầu. Kẻ tạt, kẻ thu, kẻ anh, kẻ nết. Cùng với một ông hát xóm. Thì có một lên là cái cảm xúc dẫn cao. Cụ tổ nhà em thì nói là bà lên đến xã. Mua làng thêm hình. Nhưng mà khổ một cái là cái ông hàng xóm đấy là ông ấy là có một người bà con xã mà làm quản. Thế thì ông là ông mới phản bác lại ông cảm không được. Một số bảo ra vừa đáng được là giữa là hái cụ sáng quân sáng nào đấy là có những là cài nhóc. Cài từ buổi tối đến sáng mãi cài nhóc cả làng người ta tới có. Cái khí mà nghe có khi dịch cả làm cứ cải nhau là kia là hát hay cải nhau. Cải nhau đến mức cô mà lễ để quái phù lúc. Cái lễ quái phù nghe được một cái hát quái phù của người đất người. Nhưng mà quái phù cũng không thể nào mà quyết định được. Bởi vì ổng ấy quái phù nghe ổng cũng mới nhầm kiếp mà ở cái vùng đó là vùng kinh tế mới. Nếu mà nó bán đến em sao? Muốn ăn trên em thì còn được. Nó mà một giờ bảo đau với nó thì là có nghĩa là mệt không dịch. Dễ thành không loa kể. Mà con mà quả nó phải lại là phải đến đến sáng của làng thiên cái khổ về cái ông quả đi ông có một cái ông quả ăn ba con xá ở làng kiểm tư binh được. Kể là làng nghe ông bà là có lý là cũng chạy được kíp. Vì cái cuộc đánh ta đi là rất ta ha nữa. Ta nữa cũng tạo là kia là phải phải đánh ta này. Cố gái nó làm ăn kia thì có cánh tay như là thôi là nó cần tổng tư binh. Thì tư binh lục nở mới kia lên hái phép. Thì phải là đến và thí đồng làm quả nữa. Thì nói là bạn ấy không sao bố đảng thế bên. Mà tổng khí cái phải mà hoang thỉnh có kích. Thì lại là một con khổ đau tôi nắm được lại. Thì là phải phải tính đồng nhau. Thì hoang thường và thỉnh cái tinh thể nghĩa là rất là nguy kinh. Để nếu mà cứ phấn cảnh như thế thì đất nước sẽ điếu tao. Dẫn không lo làm án, lo cánh tài. Thì là hoang thường và nghỉ nữa đi. Muốn gỡ thì phải tin người khác đủ. Cho nên mình tiêu tập cái kho với ông tổ của nhà em đấy. Cùng với là cái ông tổ của khả năng hoài phổ của một nhà mới đó. Hai ông tài nhau thì phải xứng một câu chuyện đấy là tư tài. Tự hồn vào đáng. Mới gọi đây. Sau khi vua phải thòi lại ngồi trên. Ủa cái cùng của sản những lại tất thì là ngay cả đồ hôn chứ để cả đồng vốn chứ mà. Mà đồ đồ một ta tạm sao thất vàng. Khi phải tạo cái đồ hôn mà ta lên thì tôi nên. À ông vua mà không vua là có tình lực. Mới hỏi
hỏi vấn thì hỏi ông tổ nhà ấy, ông tổ nhà kế cũng có lúc tinh bài cũng cài nhau nó được kêu đi cùng lũng lấy cài nhau bố nó đập phá tiền bộ bây giờ yếu nó ra nghề tiền của phá thế mà ngay thế là có này thuê kỳ một tập này xuống cho con đến khi nào ấn vào bả toán này à thế là có cái phản một câu thì lúc lời ấy anh em cũng để lại nha người thường khắc họ cũng lai like chạy đó sẽ là tư đọc phải trở nên kinh hoa kể từ là cả la mạng thuê khi đó là tư cường và mở mãi tôi khỏi tại cái khu thế mà là nhiều lắm thế nhưng sao được cũng đây là có một cái ngay thì phải có thị trạng lớn như vậy à, thì tổ của nhà em đã từng là gặp bà vua vì một câu chuyện mà liên quan mà ảnh hưởng đến cả nền kinh tế của quốc gia phải cười nhìn là em mà sự có lai thì em cũng giảm tính không có được một cái là khi mà các bạn đã hiểu được vì sao mà ông cha ta có câu một dọc máu đào thế nào được lạ và bản nhân nhân sao của làng sinh hình nhưng mà cái câu thứ ba là đã được thiết hạ lâu năm thế cho nên chúng ta cũng vẫn mãi đã trên cãi về hiện chuyện là ta cũng thích đến em như là đạn diệp thực ra cái câu thứ ba của nhà vua là anh em có thể là nhà người dân khắc họ vẫn là anh em câu nói rất là chí tình chí lý và làm cho toàn dân đoàn kết à, đây là một vị vua cực kỳ anh minh. Chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi khác. Đây là một câu hỏi khá là thú vị của một vị khán giả một bạn tên là Thịt Xoáy Nào có gửi tới cho anh là bạn ấy hỏi là đăng cô và đăng cô thì khác nhau vậy tại sao chúng ta gọi được gọi là đăng cô cái bạn là Thịt Xoáy Nào thì rất bạn khá là anh minh đấy. Bạn ấy rất nói chuyện là rất khám lý à nếu như bạn đã hỏi một cách hàn ý thì tôi cũng xin trả lời một cách rất là hàn ý luôn là đang co lại hạp với đang co nó ra đang co là chỉ đang co cơ tam co là chỉ đang co đang cơ tam co hạ tuổi là đang cơ tam co mà co cơ tam co thì hạ tuổi co cơ tam co thế nên đang co và đang co là hoàn toàn khác nhau tất nhiên chúng ta đang co là đang co nhưng mà đang co và đang co là có khác nhau hoàn toàn ấy là như thế ạ các phần là sợ nào ngã được là như thế ạ vâng tôi cũng để thêm điều xin chào các bạn sáng nào thế này Trần Thập Cô đã phân tích đến từng câu chữ rồi và hy vọng là bạn có được câu trả lời cho hỏi đáp cho bản thân cũng có cái nickname là đang số nào có hỏi em một câu như này nếu biết sự tôi nói rằng tôi luôn nói dối vậy thì tôi đang nói thật hay là nói dối đầu tiên là em cảm ơn cái bạn mà đang số nào bạn ấy gửi tới một câu hỏi rất là thú vị nhưng mà thực tế thì câu hỏi này cũng phải là câu hỏi của bạn mà câu hỏi nên là cả số tài hàng tháng năm nay thôi cả đấy là một cái gì thì mà người ta gọi là trả lời rồi ngày xưa thì người ta cũng trả lời được nhưng mà theo khoa học hiện đại ngày nay thì người ta chưa cái loài này có người ta gọi là một cái trả toán cái toán này gọi là toán đá người ta đã sử dụng một cái loại số người ta gọi là số mơ để giải cái bài toán này đó có thể là phải đi học một cái lớp tiến sĩ để mà hiểu được điều này nhưng mà có một cái khác hết cả tìm ra đáp án như thế thì trả là anh ấy tối nào ra tối muốn nói rồi thì có nghĩa là cố nói với đôi của tối cũng là nói rồi vậy thì nếu như tốt hợp với đôi của tối là nói rồi vậy thì có nghĩa là tối luôn nói thật nhưng mà nếu tối luôn nói thật thì câu nói của tối là tối luôn nói rồi cũng là thật vậy thì suy đã là tối luôn nói rồi nhưng mà nếu tối đã luôn nói rồi vậy thì câu nói với đôi của tối cũng là nói rồi như vậy là tôi phải luôn nói thật nhưng mà nếu như tôi luôn nói thật thì chính ra là câu hỏi của đôi của tôi cũng là nói thật như vậy là tôi luôn nói thật như vậy là lắp ký lắp lại thì nếu như mà bác soạn nào mà muốn tìm ra được câu trả lời tổng cái câu hỏi gì thì theo tôi là đi bạn lắp ký lắp lại những lời của tôi với lại họ một ngàn lần thì sẽ có một cái đôi mắt bơi rũ cảnh đến với nụ cười thánh thiêng và tạo cho bạn tài bản nhớ anh nha phải thích thú nhất chúng ta cũng dưỡng với những người con đã bị chương trình em trả lời như vậy chẳng khác gì mà em đã trông chọc những người đang không chọc anh dạ dạ dưỡng chở cho cuốn thôi nếu tất cả thì tối cùng mà dưỡng chở với bác một tí để cho bác và về khí tràn một tình tự khí bác
nhà cố cà rơi một tối, nghi cầu cà rơi một tối. Sắp tới đấy nó sẽ hơi phức tạp, hơi khó hiểu một tí. Thực ra thì đi, cái câu hỏi này có thể giải đáp bằng một cái định lý. Đó người ta gọi là định lý bất toàn. Thì cái định lý bất toàn nghĩa là có từ năm 1981 khi nó bắt đầu xuất hiện do cái ống cởi vỏ đáo. Ông cởi vỏ đáo này khi ông phát hiện ra cái định lý bất toàn nghĩa thì làm chấn động các cái khoa học thời đại dương. Và đến bây giờ người ta vẫn có nghĩa là cái định lý bất toàn nghĩa là một trong những phát hiện vĩ đại nhất của loài người thế kỷ 20. Cái định lý bất toàn của cởi vỏ đáo đài phản ứng như thế. Khi một hệ động lực nào dùng để miêu tả những giá trị đối đều hàm chỉ là những vấn đề không thể khẳng định mà cũng không thể phủ định. Tính toán nhất của một hệ thống thế nên không thể được tính mệnh từ tính mệnh trong bản thân một hệ thống đó. Ôi, tôi có vẻ hơi nhức đầu, anh có thể nói một cách dễ hiểu hơn được không ạ? Ôi đỡ chả là để tôi nói chuyện nướng ngá là gì? Tức là tất cả những cái ý mà được suy gần bằng cái rồi thì nó đều không thể nào mà giải thích đầy đủ bản thân của chính nó. Nhóm cách dễ nhiều mơ rồng đã là gì? Tức là chúng ta không thể đi tìm kiếm một chân lý của toán học ở bên trong cấu trúc duy lý của nó. Cái cực của toán học thì phải được chứng minh ở bên ngoài toán học. Đến nhiều chưa này? Tức là theo định lý bất toàn ý thì cái câu nói tối luôn nó luôn nằm ở cái chỗ là không thể khẳng định cũng không thể phủ định thế nhiều nhé. Tức là chúng ta không thể khẳng định mà cũng không thể phủ định. Tại vì tại khi mà chúng ta suy luận bằng phải đối với phía chúng ta cũng không thể khẳng định mà cũng không thể phủ định nào luôn dẫn đến cái vấn đề như vậy thế nhiều nữa. Thế là chưa nhiều của đảng viên nhà nghiên tôi cũng nhận hiểu rồi. Hay là gì mà tôi nghĩ đến sẽ được cung lê có một cái gì mà cũng rất là đặc biệt, rất là khả với mọi người. Với có lẽ anh là điều tôi có trả lời những nơi này.